Hi, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Mời các bạn xem một video chia sẻ về Binance. Nếu như các bạn chưa biết cách kiếm tiền từ hai trang web Clickbank và Binance thì hãy xem bộ video hướng dẫn căn bản ở các video trước của Hường. Đây là một cái cách mà chúng ta có thể kiếm tiền tại nhà. Đương nhiên Hường không chỉ hướng dẫn về Binance mà còn nhiều cách khác nữa. Tuy nhiên cái Binance là cái khá là dễ để bắt đầu nên Hường sẽ đưa nó lên trước. Ok, thì trong video này Hường sẽ nói về tài khoản phụ ở trong Binance. Bình thường chúng ta phải trả tiền đô cho Binance để chúng ta có thể chạy quảng cáo tại Mỹ và bán hàng tại Mỹ. Thì có một cách để tiết kiệm chi phí đó là chúng ta add coupon. Thì bình thường chúng ta đã biết là chúng ta có thể add coupon vào tài khoản chính. Một cái video trước đó kế bên thì Hường đã chia sẻ là cái cách mình có thể add vào tại tài khoản chính lên tới 4 cái mã coupon. Thì ở trong video này Hường sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta có thể tạo ra tài khoản phụ. Ngoài cái tài khoản chính mà chúng ta tạo nhờ vào cái email của mình ấy, thì chúng ta có thể tạo thêm là 5 cái tài khoản phụ nữa. Như vậy một cái email chúng ta có thể tạo ra ít nhất là 6 cái tài khoản và add được 5 mã coupon cho 5 tài khoản phụ, bởi vì mỗi tài khoản phụ thì chúng ta có thể add được một mã coupon. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn cả nhà về cái cách tạo tài khoản phụ nha, rồi sau đó Hường sẽ nói rõ hơn những mã coupon nào mà chúng ta có thể add vô, và cái thứ ba nữa là chúng ta có thể mua cái mã coupon đó ở đâu. Ok, bây giờ làm thế nào để tạo tài khoản phụ để tiết kiệm chi phí này? Ông nào đang chạy Binance thì hãy chú ý đây. Khi mà đăng nhập vào tài khoản Binance, bữa nay chuyển thành Microsoft S và nó lại được nâng cấp thêm giao diện mới. Thì cái giao diện này khá là thân thiện. Yên tâm bởi vì nó khá là giống Google S. Nó một cách tiện lợi để sau này chúng ta làm luôn Google S. Thì nếu ai đang xài quen cái giao diện cũ rồi thì chúng ta muốn trở về giao diện cũ khá đơn giản. Chúng ta bấm vào chữ Tool này, có cái nút là Return to Previous Microsoft Advertising, bấm vào đây thì nó sẽ chuyển chúng ta về cái giao diện cũ đấy. Còn không thì mình cứ để giao diện mới sử dụng cho quen cũng được, bởi vì đây là tương lai mà. Với lại chúng ta xem tí là nó cũng giống chức năng cái giao diện cũ thôi. Bây giờ làm nào để có thể tạo tài khoản phụ? Chúng ta lấy chuột vào đây, chúng ta bấm vào cái tên của tài khoản chính của mình ấy, bấm vô. Rồi ở đây sẽ liệt kê những cái tài khoản mà chúng ta đã tạo. Ở đây là có 3 tài khoản sẵn rồi, chúng ta có thể tạo thêm bằng cách là bấm vào View All Account. Rồi ở đây chúng ta bấm vào Create Account. Có nghĩa là chúng ta tạo thêm một cái tài khoản BIN phụ trong cái tài khoản BIN mà chúng ta đã tạo ban đầu. Tài khoản phụ này để giúp cho chúng ta là mỗi tài khoản phụ add thêm được một mã coupon, tiết kiệm chi phí. Bấm vào Create Account, mình để cho nó một cái tên nha. Ví dụ Hường sẽ để tên là Tomato chẳng hạn. Nếu không quan trọng bạn muốn để tên gì cũng được. Rồi chọn email, có thể lấy email này luôn, email tương tác với Bing. Rồi chọn ngôn ngữ thì mình chọn tiếng Anh. Rồi comment cái này không cần điền. Rồi chỗ này là múi giờ, thì mọi người có thể là để múi giờ của Việt Nam chúng ta, Bangkok, Hà Nội, Jakarta đi. Bấm vào Next. Rồi ở đây business name mình có thể tên, để tên mình cũng được hạn. Rồi choose location Việt Nam luôn. Việt Nam. Rồi, bây giờ địa chỉ thì chúng ta để địa chỉ cũ ở tài khoản chính luôn cũng được. Rồi bấm Next. Rồi bây giờ bảo cái đồng tiền thanh toán thì chúng ta để đô la luôn. Rồi chọn phương thức thanh toán cũng y chang cái tài khoản chính thôi. Tài khoản chính chúng ta cũng có chế độ là trả trước và trả sau thì mình chọn trả sau. Các bạn có thể chọn trả trước nếu muốn, rồi chọn phương thức thanh toán. Ở đây thì cái thẻ mình đã add ở tài khoản chính mình có thể dùng để làm tài khoản phụ luôn cũng được, bấm vô. Hoặc mọi người có thể add mới, khuyến khích mọi người là sử dụng cái thẻ của tài khoản chính luôn.
Rồi cái này là để add mã coupon nè, nhưng tại thời điểm này chúng ta chưa cần add mã coupon nha. Để tạo từ từ hãy add chứ không là nó nhiều hoạt động quá nguy hiểm. Rồi chúng ta bấm vào create account. Rồi như vậy là Hường mới vừa tạo xong một cái tài khoản phụ nữa. Như ở đây nó sẽ liệt kê cho chúng ta tổng cộng là 1, 2, 3 tài khoản phụ. Đây là tài khoản chính. Thì Hường có tổng cộng 3 tài khoản phụ rồi. Như vậy Hường có thể tạo thêm 2 tài khoản phụ nữa nha. Rồi, như vậy thì đối với tài khoản phụ thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta bấm vào lê chuột vào cái nút mũi tên đi xuống thôi. Bấm vào cái chữ mà cái tài khoản mà chúng ta muốn muốn sử dụng. Rồi bấm vào cái chữ Tomato là cái tài khoản phụ Hường mới tạo đây. Rồi ở đây chúng ta cũng bấm vào comment và thiết lập chiến dịch bình thường, hoạt động y chang tài khoản chính luôn, không có gì thay đổi hết. Rồi bây giờ làm thế nào để ép được coupon? Thì chúng ta bấm vào tool, chúng ta bấm vào billing and payment. Rồi ở đây mọi người sẽ thấy nè. Đây là tài khoản Tomato ha, chúng ta để ý đây là tài khoản Tomato, tài khoản mới tạo. Rồi chúng ta lê chuột vào bên phải, chúng ta thấy cái chữ View Promotional Offer này, bấm vào đây. Nếu mà chúng ta có mã coupon, chúng ta có thể ép mã coupon ở đây và lưu nó lại. Ha, lưu nó lại. Thì nếu mà giao diện sau này Bing S có giao diện thay đổi đi, mọi người không có thấy là cái vị trí của ad coupon nó nằm đây, thì mọi người xem xung quanh đây nè. Có thể là payment methods hay là ở chỗ nào đâu đó có thể nằm đây nữa nè. Ad chỗ nào cũng được, cũng giống nhau thôi. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái chữ là promotional offer là chúng ta có thể ad được coupon rồi. Rồi, bây giờ mọi người có thể mua coupon ở đâu? Mua coupon ở đâu thì bây giờ có một cái trang web để mọi người dễ mua nếu mọi người chưa tìm thấy. Đó là cái fanpage. Set laptop lên và đi. Ở đây là cái fanpage nó là facebook.com sẽ set laptop lên và đi nha. Ở fanpage này mọi người chỉ cần nhắn tin thì các bạn admin sẽ cung cấp coupon cho cả nhà. Về giá cả thì Hường luôn nỗ lực làm thế nào để có thể là có được những cái mã coupon với giá thấp nhất. Nhưng mà trong trường hợp mà hiếm mã coupon quá thì bắt buộc là đôi khi giá của coupon nó cũng sẽ tăng một chút. Các bạn cũng hiểu một chút về coupon nha. Ở đây cách đây hơn 3 ngày mình có đăng một cái bài về coupon Bing S. Thì hiện nay đối với cái tài khoản phụ mà chúng ta vừa tạo ấy thì mỗi tài khoản phụ chúng ta chỉ add được một mã coupon duy nhất thôi. Thay vì tài khoản chính chúng ta add được tận 4 mã thì tài khoản phụ chúng ta add được có một mã và đó là mã spend. Không quan trọng là spend bao nhiêu, tức là có thể là spend 88 đô, có nghĩa là khi mà chúng ta chi trả cho Bing S 88 đô, 18 đô thì nó sẽ cho chúng ta coupon là 88 đô này. 18 đô này không phải là mình trả tiền cho Bing, mà số tiền này là cái số tiền mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, chúng ta đã tiêu hết 18 đô thì nó kích hoạt cái mã coupon 88 đô. Cái loại thứ hai nữa là mỗi mã spend 25 đô, có nghĩa là khi mà chúng ta chi tiêu ở trên Bing, chúng ta thanh toán cho nó 25 đô thì nó sẽ kích hoạt một cái mã 100 đô. Còn cái mã spend 33 đô được 130 đô này, có nghĩa là khi chúng ta chi tiêu trên Bing 33 đô và đã thanh toán cho nó được 33 đô thì nó sẽ kích hoạt cho chúng ta cái mã coupon 130 đô. Đấy thì mọi người muốn mua loại nào thì có thể nhắn ở trên fanpage này để mua. Rồi ok, còn đối với cái mã no spend này, mã no spend thì ép luôn cả tài khoản chính và tài khoản phụ. Tài khoản chính thì ép vô thì nó được 100 đô luôn rồi ha. Có một cái video, ở cuối video này Hùng sẽ đề xuất ra một cái video nói về coupon cho tài khoản chính. Rồi đấy là những cái loại coupon. Khi mà chúng ta ép được, chúng ta sử dụng được những cái mã này, nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta được trong quá trình quảng cáo của chúng ta đấy. Tiết kiệm được khá là nhiều, đúng không cả nhà? Ví dụ như là ở một cái tài khoản Bing S chúng ta tạo được tài khoản phụ là tới 5 cái tài khoản phụ. Thì add giả sử một tài khoản phụ mình add được 100 đô đi thì 5 tài khoản phụ là được 500 đô. Tài khoản chính chúng ta add được hiện tại đó là hai cái mã coupon nữa thì ít nhất chúng ta cũng sẽ được 200 đô nữa là 700 đô. Ngoài ra tài khoản chính chúng ta cũng có thể add được mã coupon cho tài khoản lớn hơn 30 ngày. Thì đâu đó tài khoản chính ép được tổng 400 đô với lại là 500 đô tài khoản phụ nữa, tổng cộng là chúng ta ép coupon lên tới là 900 đô.
thậm chí là hơn đối với những mã coupon spend mà được tới $130. Thôi tóm lại, nếu mà chúng ta chưa hình dung hết nãy giờ thì cũng không sao cả, chúng ta cũng bắt đầu tại tài khoản Bing, chúng ta cũng ép mã coupon cho chúng ta chạy, một thời gian sau thì tự nhiên những cái vấn đề này chúng ta nắm trong lòng bàn tay thôi, cũng không cần phải cảm thấy rối bời quá đâu. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó là chúng ta có thể tạo tài khoản phụ ở trong Bing để chúng ta ép coupon vô để tiết kiệm chi phí, còn lại nào thì mình cứ lên fanpage mình đặt nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng ta hãy xem video đề xuất phía bên này để chia sẻ về những cái coupon khác cho tài khoản chính. Còn video phía bên này chia sẻ về một số kết quả mà các bạn đã kiếm tiền ở trên Clickbank và Bing Ads cũng như rất là nhiều kênh traffic khác. Hãy theo dõi để chúng ta có nguồn cảm hứng cũng như là một cái động lực để chúng ta dấn thân với hành trình làm affiliate marketing nói chung và Clickbank nói riêng. Đừng quên nhấn subscribe kênh của Hường và bình luận một cái điều gì đó dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.